nãy nhà bị cúp điện rồi thành thử ra đi, còn bây giờ thì có điện rồi, về đang làm ba cái clip hôm qua cho xong rồi đi vòng cũng quay được mớ. Có bò ăn. Dạ. À, trong này có lụa nó trồng cỏ. Thật ra ba cái đồ từ thiện mà mình đem đi tặng cho bà con nghèo á, nó không có thay đổi được cái cuộc sống của họ.
nó chỉ giúp được một khoảnh khắc nào đó thôi, giúp cho họ đỡ phải lo được vài ngày thôi, chứ không có thay đổi được cuộc sống của họ. Mà ngược lại á, nhiều người á, khi mà được nhận nhiều quá là thường xuyên quá lại ỷ lại, thành thử ra đầu mà tôi nhận được đầu từ thiện á, tôi phát đi thì cũng tùy người. Có nhiều hậu thì cho thường xuyên, còn có nhiều hậu thì tôi cho lâu lâu tôi quay lại lần, chứ tôi không có quay thường xuyên. Tại vì ở Việt Nam nó đỡ cái này nè, cái dân mà nghèo quá thì trước tiên thì cũng có địa phương, chính quyền người ta giúp đỡ. Thì ngoài ra thì cũng có mấy hội từ thiện khác người ta giúp đỡ. Thành thử ra nhiều người nghèo á, nhận được nhiều lắm, nhận được độ từ thiện nhiều lắm. Tôi ở đây tôi nhận được tiền anh em ở nước ngoài gửi về, tôi đi mua gạo để đem đi tặng bà con. Nhưng mà ngược lại á, thì thỉnh thoảng á, có mấy người ta đi gom thu mua bán gạo từ thiện á, ta trở lại bán cho tôi. Mà nói đúng ra thì cái gạo mà người ta bán cho tôi á, nó có 8.000 nè, mà gạo đó là gạo không có tốt, thành thử ra bà con người ta không có ăn, người ta bán lấy tiền. Thành thử ra rút kinh nghiệm từ cái chỗ đó đó, tôi đi mua gạo từ thiện đó. Tôi cũng phải lựa gạo tốt để mà mua, để cho họ ăn. Chứ em tôi nó có nuôi gà, nó mua cơm khô, rồi có người ta chở gạo rồi tới gạo từ thiện tới nó bán. Nó mua chỉ có 8.000 ký à, nó ngặt vậy đó. Nghèo chứ nhiều hộ người ta cũng kén chọn lắm. Mình cái vấn đề này cũng không biết mình nói sao. Mình cho thì mình cho thôi, còn họ có được còn họ làm gì đó thì họ làm, họ ăn thì họ ăn, họ bán thì họ bán, chứ mình đâu làm gì được. Có nhiều cái gia đình nghèo thấy tội lắm. Cái đó thì tôi cũng cho thường xuyên. Còn có nhiều gia đình nghèo rồi cho lần hai lần là thấy không êm, là không có cho nữa. Ở gần xóm thì cũng có ông bà ỷ quen, bà cứ xin có quà từ thiện là bà xin, nhưng mà sáng lên là thấy bà đi ngồi quán không à, thành thử ra tôi đâu có, tôi cho một lần tôi nghĩ cho luôn. Còn nhiều người ta khổ hơn đó nhiều, mà tại bà ỷ bà quen cái bà quen biết cái nhà, thành thử ra có quà từ thiện cái là làm như là mình phải cung cấp cho bà. Tôi cho bà ăn lành rồi. Hồi nãy nhà bị cúp điện rồi, thành thử ra đi. Còn bây giờ thì có điện rồi, về đang làm ba cái clip hôm qua cho xong. Rồi đi vòng cũng quay được mớ. Về lối xóm ta cắt cái nhà, cái đường hẹp rồi.
giấc cũ êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại đương theo cùng ý thức. Thiệt hơn được mất với mọi người. Ta say mê trong cõi mộng phù du như con thiêu thân.